đã có tín hiệu bắt đầu trận đấu từ trọng tài. Chào Cancelo. Và bóng đã đến chân của Kevin De Bruyne. Thủ môn đã làm việc quá xuất sắc. Ba người đã lấy được bóng sau và sau bóng tốt. Rodrigo Hernandez, Cascante. Có một tình huống nhắc nhở. Một cú sút rất tốt và thủ môn đã cản được nó. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Tuyệt vời. Một bàn thắng vô cùng đẹp.